ở trong phần bài tập của mình, đó là các cấu trúc mà sẽ ra trong đề thi thôi, chứ mình không thể nào học hết được các cấu trúc trong slide. Ok, về định nghĩa tinh dầu. Tinh dầu là một hỗn hợp nhiều thành phần. Không phải chỉ có một thành phần duy nhất, ví dụ như tinh dầu xả hay là gần gũi nhất mình có tinh dầu bạc hà. Tôi nghĩ ai cũng nghe thấy menthol trong tinh dầu bạc hà. Menthol chỉ là một thành phần chính trong tinh dầu bạc hà thôi, không phải là toàn bộ tinh dầu bạc hà. Tinh dầu của cây bạc hà có rất là nhiều thành phần, nhưng mà thành phần chính tạo nên mùi hương đặc trưng của bạc hà đó chính là menthol. Vì vậy khi chúng ta tổng hợp menthol, khi chúng ta ngửi mùi menthol, chúng ta liên tưởng tới mùi tinh dầu bạc hà. Đó dẫn tới sự khác, dẫn tới khái niệm tinh dầu tự nhiên và tinh dầu nhân tạo. Tinh dầu tự nhiên, thì bạn nào mà được ngửi mùi bạc hà từ cây bạc hà, bạn sẽ thấy nó khác rất nhiều so với lại chúng ta ngửi mùi menthol, ví dụ như là trong kem đánh răng bạc hà, xingôn, rubbermint chẳng hạn, nước súc miệng bạc hà vân vân. Đó đều là những tinh dầu bạc hà tổng hợp, tức là menthol tổng hợp thôi, thì bạn sẽ thấy mùi nó rất là khác so với mùi cây tinh dầu bạc hà. Mùi của cây bạc hà tự nhiên nó mùi nó thơm hơn rất nhiều. Thì ở đây muốn nhấn mạnh tinh dầu là một hỗn hợp nhiều thành phần, không phải là một thành phần, nhưng dĩ nhiên sẽ có một thành phần chính tạo nên mùi hương đặc trưng của tinh dầu, chủ yếu là từ thực vật, tuy nhiên vẫn có ở động vật các bạn. Ví dụ như tinh dầu ở động vật, ví dụ như mùi bọ xít, cô nghĩ bọ xít chắc ai cũng từng ngửi qua một lần thì sẽ thấy nó thật là khó chịu ha. Bên cạnh đó mình có xạ hương ha, từ hương xạ nó cũng chính là tinh dầu có nguồn gốc từ động vật ha. Chủ yếu là chúng ta quan tâm tới tinh dầu từ thực vật, nhưng bên cạnh đó vẫn có tinh dầu ở động vật ha, thường có mùi thơm, đúng rồi. Lát nữa chúng ta sẽ học về cấu trúc, thì tinh dầu được coi là hợp chất kém phân cực nên tinh dầu sẽ không tan trong nước và nó sẽ tan trong các dung môi hữu cơ. Tinh dầu bay hơi được, cái này ai cũng biết luôn. Cho nên phương pháp mà thông dụng nhất để điều chế tinh dầu đó là phương pháp cất kéo theo hơi nước. Đấy, trong định nghĩa này thì mong mình sẽ nắm được tinh dầu là một hỗn hợp nhiều thành phần, đó là cái mà hôm nay thì mình lưu ý. Còn lại các kẹo dầu khác thì có lẽ mình đã biết rồi. Phân biệt tinh dầu và dầu béo. Hãy lưu ý tinh dầu thì dễ nhất là tinh dầu có khả năng bay hơi, dầu béo không bay hơi. Tinh dầu thì có mùi thơm, còn dầu béo thì không có thơm, không. Về cấu trúc, tinh dầu được cấu trúc là các tạch ben, còn chất béo là glycerid. Lát nữa mình sẽ nói về glycerid. Tạch ben. Tạch ben bạn hiểu đơn giản là một chuỗi hydrocarbon, trong đó có 10 carbon, chúng ta gọi là tạch ben. Trong tinh dầu chúng ta chia thành 5 nhóm. Trong đó bạn hãy quan tâm dùng cô hai nhóm có màu sắc đặc biệt, đó là nhóm có màu đỏ và có màu xanh, tức là nhóm mono tạch ben và nhóm vòng thơm. Đây được hai là coi là hai nhóm quan trọng. Như thứ nhất, nhóm mono tạch ben, mono có nghĩa là một, tạch ben là 10 carbon, mono tạch ben có nghĩa là 10 carbon. Bạn nhìn đây, cái chuỗi màu đỏ này là có 5 carbon nối với lại chuỗi 5 carbon, chúng ta gọi là isoprene. Hai đơn vị isoprene nối với nhau, chúng ta có một mono tạch ben, một tạch ben là 10 carbon. Bạn không cần quá chú tâm vô cấu trúc này ha, mình chỉ nhắn dùng cô là tinh dầu có cấu trúc tạch ben là đã hay lắm rồi ha. Nếu bạn không nhớ được carbon cũng Cô không ơi, sao. không có thấy màn hình cô ơi. Ủa, không thấy màn hình người ta. Dạ. Đó, để cô okay. Rồi, để giờ chắc mình thấy rồi anh. Dạ thấy rồi cô. Cô ơi cho em hỏi cái delta phẩy là cái gì á cô? Delta phẩy ở đây ý là mình nói nó viết tắt của từ dẫn chất á, dẫn Dạ chất rồi. mono tạch ben, dẫn chất xét quy tạch ben.
những cái bài trước cũng giống gì luôn á cô. Đúng rồi, thường là nó viết Dạ. tắt của từ giải, Dạ nhưng dạ mà rồi mình cũng không cần chúng ta cũng không cần quan tâm tới cái từ đó đó ha. dạ. Dạ dạ Vậy ta quan tâm tới monotecben và vòng thơm. Hiện tại ở đây thì mình nói thêm, ví dụ set quy tecben, set quy ở đây có nghĩa là một rưỡi, tecben là 10 carbon, vậy thì set quy tecben sẽ là 15 carbon ha. Nên mình cũng không cần nhớ số carbon này, nó đi quá đi sâu phần cấu trúc. À, mong bạn nhớ được nhóm chúng ta có monotecben, chúng ta có set quy tecben, chúng ta có vòng thơm, chúng ta có dẫn chất chứa nitơ và lưu huỳnh ha. Trong đó quan trọng nhất là monotecben và vòng thơm, còn hai nhóm còn lại thì sẽ nói qua một chút xíu thôi. Và cấu trúc hiện tại chưa cần nhớ. Mình vô nhóm đầu tiên, đó là nhóm monotecben. Monotecben chúng ta chia thành các nhóm nhỏ nữa, bạn sẽ thấy nó rất là nhiều nhóm nhỏ. Ví dụ monotecben mạch hở, trong mạch hở thì mình chúng ta chia monotecben thì mạch hở rồi mạch vòng. Trong mạch hở chúng ta sẽ chia thành có oxy và không có oxy. Tuy nhiên các tinh dầu mà trong dẫn chất của nó không có oxy đã vậy còn là mạch hở thì chúng ta ít khi được quan tâm, vì vậy chúng ta không cần học. Nhưng mà nếu có một câu hỏi như là nhóm tinh dầu nào ít được quan tâm, ít được sử dụng trong hương liệu mỹ phẩm thì đó là gì, thì có thể bạn sẽ chọn được đó là các monotecben mạch hở và không có oxy, hay là vừa không có mạch vòng vừa không có oxy thì nó sẽ ít được quan tâm, còn lại các cấu trúc này thì mình lược bỏ. Khi mà nó có oxy vào thì chúng ta sẽ quan tâm nó nhiều hơn. Đây là một vài cấu trúc của tinh dầu, thì bạn sẽ học học cho cô cấu trúc này trong cái phần bài tập cô có cho mình ha, đó là neran và geranian. Nếu bạn không nhớ được tên neran và geranian thì bạn hãy nhớ cho cô chữ si chan. Bạn nhìn hai công thức này, đây thực ra đều là si chan nhưng nó có đồng phân. Bạn nhìn công thức của neran, thế thấy đây là nối đôi ha. Nối đôi có hai nhóm thế lớn về hai phía, chúng ta gọi là đồng phân xích, và đó được gọi là si chan B. Còn nhìn sang geranian, bạn sẽ thấy hai nhóm thế lớn là một nhóm là CHO và một nhóm là chuỗi carbon lớn, thế là si chan A ha, chúng ta gọi là geranian. Nếu bạn không nhớ được neran và geranian không không sao hết, sẽ nhớ dùng đây là công thức của si chan. Nếu ai giỏi hơn thì sẽ phân biệt được si chan A và si chan B, còn không thì sẽ nhớ, ít nhất sẽ nhớ được đây là công thức của si chan ha. Si chan sẽ có trong tinh dầu xả. Si chan là thành phần chính trong tinh dầu xả. Rồi các công thức còn lại mình lược bỏ, mình sẽ nhớ dùng si chan. Mình sang monotecben vòng, có một vòng cũng ít quan tâm. Và chúng ta sẽ tới với đây. Bạn sẽ nhớ dùng cô hai công thức có màu đỏ, đó là mentol, đúng rồi. Mentol trong tinh dầu bạc hà là nhóm monotecben có một vòng và có oxy. Mentol trong tinh dầu bạc hà, đúng rồi. Bạn thấy ở đây mình có chữ OL. OL là viết tắt của nhóm chức ancol, tức là ở đây có nhóm OH. Mình nhìn vô một công thức, chúng ta thấy đây có sự xuất hiện của nhóm OH, thì chúng ta có thể chọn được cho cái tên của nó sẽ có chữ OL, và đây chính là công thức của mentol. 18-cineol, 18-cineol là còn gọi là eucalyptol, tức là có trong tinh dầu eucalyptol, có trong tinh dầu tràm, bạch đàn hay khuynh diệp. Thực ra tràm, bạch đàn hay khuynh diệp có những nơi lại coi hai cái cây này nó là mùa, nhưng mà thì mình tạm hiểu là tràm, bạch đàn và khuynh diệp nó là các cây có cùng chi, chỉ có khác loài thôi, tức là nó là anh em ruột của nhau đi, thì nó đều có eucalyptol ha. Chắc là trong mùi của eucalyptol là mùi của tinh dầu khuynh diệp các bạn, dầu gió khuynh diệp đó là mùi của eucalyptol.
sang monoterpen hai vòng. Trong monoterpen hai vòng thì mình sẽ chủ yếu nhớ tới camphor. Bên cạnh đó thì mình có các pinene, pinene có trong tinh dầu thông. À nếu bạn không, nhưng mà quan trọng nhất mình sẽ nhớ camphor. Camphor là có trong tinh dầu long não. Bạn lưu ý tinh dầu long não là tinh dầu được chiết ra từ cây long não. À, được chiết là tinh dầu được chiết ra. Camphor, camphor là tinh dầu được chiết ra từ cây long não nha. Nó khác so với lại những cái cục băng phiến mà mình mua để về bỏ vào tủ quần áo để tránh dán ạ. Khác ha. Băng phiến đó là camphor tổng hợp, nó khác so với lại camphor được chiết ra từ cây long não, khác so với tinh dầu được chiết ra từ cây long não, khác nhau rất là nhiều. Tinh dầu long não rất là mắc tiền, chứ không phải là chúng ta mua có 5.000, 10.000 chúng ta được cả một bình cái băng phiến ạ. Thì bạn sẽ nhớ dùng cô công thức của camphor. Còn không thì ít nhất chúng ta cũng nhớ được camphor là thành phần chính trong tinh dầu long não. Chúng ta sang nhóm thứ hai là sesquiterpen. Nhóm này chúng ta ít quan tâm hơn, nhưng mà trong đó có các dẫn chất của azuren ngày nay cũng rất được quan tâm rồi bạn. Em ở đây trong chương trình học của mình đơn giản nhất, chúng ta sẽ chỉ nói về zingiberen và curcumin. Bạn cũng không cần nhớ công thức, riêng nhóm sesquiterpen sẽ không nhớ công thức. Zingiberen nghe cái tên có lẽ chúng ta nhớ tới zingiber ha. Zingiber có trong cây, zingiber là có trong cây gừng ha. Đây là tinh dầu gừng. Còn cục cumen, mong bạn không nhầm lẫn giữa cục cumen và cục cumin. Cục cumen là tinh dầu nghệ tạo nên cái mùi nghệ, còn curcumin là chất màu tạo nên màu vàng của nghệ ha. Curcumin là chất mà tốt ở trong nghệ, đã được nghiên cứu và chứng minh rồi, ví dụ như là giúp mau lành vết thương, giúp cho trị viêm vết dạ dày, đó là curcumin, là chất màu vàng của nghệ. Còn curcumin là tinh dầu nghệ. Bạn biết ngày nay mình có các chế phẩm ví dụ như là nano curcumin hoặc là tinh bột nghệ, tức là nó loại đi những chất nhựa, chất gây nóng, trong đó có thành phần chất gây nóng đó chính là curcumin. Curcumin là tinh dầu nghệ thôi ha, còn chất có tác dụng của mình là curcumin, mong mình không nhầm giữa curcumin và curcumin là được. Còn mình sẽ không cần nhớ công thức ha. Đây mình có atomicinin, cũng là một dẫn chất từ sesquiterpen ha. Có trong cây thanh hoa hoa vàng. Tuy nhiên đây không phải là một tinh dầu chính danh và nó dùng để trị sốt rét. Mình sang nhóm vòng thơm, đây cũng là nhóm quan trọng. Trong nhóm vòng thơm, đây bạn hãy nhớ dùng cô slide này. Nhớ công thức của ba chất đó là anetone, anisinamic và eosinon. Anetone là thành phần chính trong tinh dầu đại hồi. Đại hồi là cái mình gọi là bát giác hồi hương á, tức là cái quả của nó có 8 cánh giống như cánh hoa vậy đó. Chúng ta nhớ đại hồi, như đại hồi hay dùng trong nấu, ví dụ như nấu phở nó cũng có thể cho hồi vào ha. Cái miếng hồi của mình á, nhớ cái đó không phải là hoa mà đó là quả ha. Quả của nó có 8 cánh, chúng ta gọi là bát giác hồi hương và có mùi thơm. Vậy là thành phần chính trong tinh dầu đại hồi ha. Anisinamic là thành phần chính trong quế ha, vỏ quế. Và eosinon là thành phần chính trong đinh hương. Đinh hương tức là cây
có hoa của nó có hình đinh và nó có mùi thơm, chúng ta gọi là đinh hương. Bạn sẽ nhớ được ba công thức này ha. Thật ra chúng ta nhớ như thế nào? Ví dụ đây, aldehyde cinnamic có nhóm chất aldehyde, đúng không ạ? Eosinol, OL là có chữ on, cho nên nó sẽ có nhóm chất OH và đây là dẫn chất phòng thơm. Nếu nhiều quá bạn không thể nào học hết được các công thức của tinh dầu thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng dẫn chất vòng thơm. Nếu bạn nhớ được dùng cho cô ba dẫn chất vòng thơm rồi sau đó mình suy là những cái còn lại thì nó cũng dễ. Ta nhớ được dẫn chất vòng thơm ta sẽ nhớ được rất nhiều cái. Chính vì vòng thơm sẽ tạo nên cấu trúc nặng của tinh dầu. Bạn sẽ thấy các dẫn tinh dầu có vòng thơm thường nó sẽ nặng hơn nước. Tuy nhiên chúng ta có anetone hay là tinh dầu đại hồi á, tinh dầu đại hồi thì nó lại cỡ như nước, cỡ 0.9 mấy, nó hơi ngoại lệ. Thì thực ra ở đây nó thầy cô đang tìm cái chung để cho mình học chứ nó không phải là cái tuyệt đối chính xác. Bạn biết cái tỷ trọng của tinh dầu, bởi vì tinh dầu có rất là nhiều thành phần cho nên tỷ trọng của tinh dầu nó không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào thành phần chính. Đôi lúc thành phần chính chỉ là thành phần tạo nên mùi hương của tinh dầu đó thôi, chứ chưa phải là thành phần có hàm lượng cao nhất trong tinh dầu đó, cho nên nó chưa hẳn đã quyết định cái tỷ trọng của tinh dầu đó. Và mình không phức tạp hóa vấn đề. Vậy thì xin nhớ dùng cô, thường là các tinh dầu có dẫn chất vòng thơm thì sẽ tỷ trọng nó sẽ nặng hơn nước. Chúng ta có aldehyde cinnamic và eosinol nó sẽ nặng hơn nước ha. Ở đây mình có Tamiflu. Tamiflu là thuốc để điều trị cúm da cầm, cúm không, điều trị cúm nha. Tamiflu thì mình có thể tổng hợp từ anetone bạn ha. Có thể không, có thể tổng hợp từ không phải cụ thể từ anetone mà tổng hợp từ cây đại hồi. Tamiflu hay còn gọi là Oseltamivir ha bạn, là một thuốc kháng virus dùng để điều trị cúm. Trước đây lúc mà có xuất hiện cúm A, cúm B rồi đó ha, thì mình sẽ có sử dụng Tamiflu. Tamiflu thì người ta sẽ bán tổng hợp từ acid salicylic ở trong đại hồi nghe, chứ không phải ở anetone, nhưng mà nó cũng được chiết ra từ cây đại hồi nha. Em mình nói thêm. Rồi các dẫn chất chứa nitơ và lưu huỳnh. Ví dụ như allicin, allicin ở trong tỏi ha. Đây là tinh dầu tỏi tạo nên mùi thơm của tỏi ha. Bạn biết ăn tỏi thì sẽ khá là tốt ha. Có những người rất là thích ăn tỏi nhưng có những người không chịu được mùi tỏi bởi vì nó khá là nồng, khá là hăng ha. Hoặc là dẫn chất chữa lưu huỳnh, ví dụ như dẫn chất chữa lưu huỳnh điển hình nhất là mùi của lá mơ, mơ lông á ha. Bạn sẽ thấy là nó cũng có mùi khá là nồng. Thì điểm đặc biệt của các dẫn chất, các tinh dầu có chứa trong thành phần của nó có chứa nitơ và lưu huỳnh, đó là nó sẽ có mùi khá là nồng, khá là hăng, và có nhiều người thì không chịu được mùi thơm của nó, còn có những người khác lại thấy rất là thơm. Ví dụ có những người thì thấy tỏi rất là thơm, có những người cũng rất là nghiền lá mơ ha. Là trong phần cấu trúc, bạn nhớ dùng cô một số cấu trúc và đại diện thôi. Về tính chất của tinh dầu, đa số tinh dầu thể lỏng đúng rồi, tuy nhiên vẫn có một số tinh dầu thể rắn có thể kết tinh được. Điển hình gần gũi nhất ví dụ như là tinh dầu
và tinh dầu bạc hà, menthol, tinh dầu bạc hà có thể kết tinh dược, hoặc là camphor trong tinh dầu long não cũng có thể kết tinh dược, đó được coi là hai tinh dầu điển hình nhất có thể tồn tại ở trạng thái rắn. Ở tinh dầu thì thường là nó không có màu, cái màu vàng, màu vàng là do quá trình oxy hóa bạn. Tinh dầu mà để càng lâu thì màu của nó sẽ càng chuyển sang màu vàng, vàng nhạt rồi vàng đậm ha. Nhưng cũng có những tinh dầu bản thân của nó có màu rồi, ví dụ như tinh dầu quế hoặc là tinh dầu hương nhu thì nó có màu nâu sẵn rồi ha, hoặc là tinh dầu có màu xanh, tinh dầu có màu xanh, chamomile là bạn có biết tinh dầu gì không đây? Mình có một cây mình hay gọi là cây cúc la mã ha, nó cũng là giống như hoa cúc vậy. Mình hay gọi là cúc la mã, là đặc biệt là tinh dầu của cúc la mã nó có màu xanh ha. Mình hay gọi đó là chamomile. Đây là tinh dầu từ cây cúc la mã đã được sử dụng khá là nhiều, ví dụ như trà từ cúc la mã, chamomile hoặc là trà, hoặc là làm đẹp ha, trong mỹ phẩm, trong dưỡng da, trong tẩy trang vân vân, có thể dùng tinh dầu cúc la mã, chamomile và cúc la mã. Và mình sẽ qua phần tinh dầu có mùi thơm, tuy nhiên cũng có những tinh dầu mình thấy nó không có thơm mà. Nên thường mình hay nói là tinh dầu nó có mùi đặc trưng, nên mình tránh dùng từ thơm, bởi vì có người cảm thấy nó thơm nhưng có người cảm thấy nó không có thơm. Điển hình nhất là tinh dầu giun nó rất là hôi, hoặc là bạn thấy tinh dầu ví dụ như tinh dầu của mơ lông, nhiều bạn thấy nó không có thơm nào hết. Tuy nhiên cũng có những tinh dầu có vị cay, ví dụ như là tinh dầu quế hoặc tinh dầu hồi. Tinh dầu bạn biết thường là nó sẽ nhẹ hơn nước, cho nên khi cho vào trong nước thì nó tinh dầu sẽ nổi lên phía trên. Tuy nhiên cũng có những tinh dầu sẽ nặng hơn nước, như lúc nãy cô đang nói, những tinh dầu có tỷ trọng lớn hơn một hay là tỷ trọng lớn hơn nước, đó là những tinh dầu quế, ví dụ aldehyde cinnamic trong quế, eugenol trong đinh hương và hương nhu. Đây là những tinh dầu có tỷ trọng lớn hơn nước hay là tỷ trọng lớn hơn một. Đây đều là những tinh dầu có cấu trúc nhân thơm, có cấu trúc bằng thơm, cho nên bạn sẽ thấy nó có tỷ trọng lớn hơn nước. Tinh dầu sẽ ít tan trong nước, và tinh dầu bạn lúc nãy mình có coi sơ cấu trúc, mình sẽ thấy tinh dầu có cấu trúc là các đẹp ben, tức là các hỗn hợp hydrocarbon, nên nó sẽ kém phân cực, và như vậy nó sẽ tan trong các dung môi kém phân cực và nó sẽ không tan trong nước. Tinh dầu khá là kém bền, đúng là tinh dầu bạn thấy để lâu nó sẽ chuyển màu. Tinh dầu càng vàng sậm thì để càng lâu do xảy ra quá trình oxy hóa. Tinh dầu sẽ khi oxy hóa và trùng hợp hóa sẽ cho sản phẩm là nhựa, ví dụ như nhựa cao su. Lý do vì sao nhựa thì sẽ có mùi thơm, còn gôm thì không có thơm. Gôm ví dụ như mũ chôm chẳng hạn là gôm nó không có thơm, là vì đúng rồi, nhựa nó có nguồn gốc từ tinh dầu. Nhựa là từ tinh dầu trải qua quá trình oxy hóa, trùng hợp hóa mình có nhựa, nên là nhựa thường có mùi thơm. Còn tinh dầu thì còn gôm, tức là mũ chôm thì nó không có thơm. Cái này bỏ qua. Sự phân bố của tinh dầu. Tinh dầu phân bố rộng rãi trong thực vật. Bên cạnh đó mình còn có động vật. Động vật ví dụ như hương xạ, hay mình gọi là xạ hương. Con cà cú này thì ở miền Bắc mình hay dùng cà cú là nước mắm rồi bạn ha. Bỏ xít thì chắc bạn biết rồi ha. Còn phân bố trong thực vật, điển hình nhất ví dụ như rutaceae là họ cam. Ví dụ như mình có cam, quýt, bưởi ha. Vậy theo bạn đối với rutaceae thì tinh dầu sẽ ở bộ phận nào của cam, chanh, bưởi rồi chẳng hạn?
Ví dụ như cam chim bưởi chúng ta có, đúng rồi, vỏ quả ngoài đúng không? Cái vỏ xanh xanh của bưởi, của cam chúng ta có tinh dầu. Họ tiếp theo ví dụ như họ lamiace, lamiace là họ hoa môi, họ này rất là gần gũi với mình. Ví dụ như các cây rau thơm bạn sẽ thấy thường nó là họ lamiace, ví dụ như tía tô, bạc hà, húng chanh, kinh giới nó sẽ là họ lamiace. Vậy thì trong họ lamiace thì tinh dầu sẽ phân bố ở bộ phận nào? Thì đúng là thường các cây rau thơm mình sẽ sử dụng toàn cây, tất nhiên là trừ rễ ha, nên là mình hay nói là lamiace bộ phận dùng sẽ là toàn cây, trừ rễ. Hay mình còn dùng một từ đó là khí sinh ha, khí sinh tức là các bộ phận sống ở trên mặt đất, tức là toàn cây và trừ rễ đó ha. Asteraceae là họ cúc. Asteraceae mình có hoa cúc rồi đó, thì theo bạn thì thường là tinh dầu sẽ phân bố ở đâu? Thường phân bố ở hoa ha. Biberaceae mình có hộ họ, Biberaceae mình có hộ họ hồ tiêu. Trong hộ hồ trong họ hồ tiêu thì theo bạn tinh dầu sẽ phân bố ở đâu? Họ hồ tiêu thì tinh dầu sẽ phân bố ở, đúng rồi, ở quả. Thực ra cái tiêu mà mình đang dùng, cái tiêu đen mình đang dùng đó là quả ha, còn tiêu sọ thì nó mới là hạt, tức là cái lớp vỏ ngoài. Có một lớp vỏ nữa là mới tới nhân hạt, phía trong thì nó sẽ nằm ở lớp vỏ ngoài ha. Đó là, nhưng mà thôi đi đơn giản là hạt hay quả cũng được, quả. Rồi Syngiberaceae là họ họ gừng. Họ gừng thì bộ phận dùng của gừng hay là thành phần bộ phận nào sẽ có chứa tinh dầu trong gừng? Có lẽ rất là dễ rồi, chúng ta có thân rễ ha. Chính xác là thân rễ, hay là mình hay gọi là củ gừng, rồi cũng tạm được ha. Ít nhất bạn chỉ cần không chọn nó là lá là hoa là được rồi, còn thân rễ hay rễ củ gì đó thì đơn giản thôi ha. Rồi đây là các thành phần mà nãy như cô đã nói, bạn có thể đọc thêm, còn không thì mình sẽ nắm đơn giản như nãy giờ cô nói thôi. Ví dụ như Rutaceae là họ cam chanh bưởi thì tinh dầu nằm ở đâu, đúng rồi, dễ rồi. Lamiaceae là họ hoa môi, tức là cây rau thơm mà mình hay dùng. Asteraceae là họ cúc thì nó nay nằm ở hoa, đúng không? Biberaceae là họ hồ tiêu thì trái tiêu, quả tiêu của mình nằm là mình lấy tinh dầu. Hoặc là Zingiberaceae là họ gừng ha, mình có củ gừng, hay là chính xác đó là thân rễ. Mình đọc thêm và chúng ta sang phần chiết xuất tinh dầu. Nhớ phần chiết xuất tinh dầu chúng ta có tổng cộng 5 phương pháp ha. Trong đó chúng ta nói tới hai phương pháp chính thôi, còn các phương pháp còn lại là đọc thêm. Tức là mình giảm tải mới rồi đó, tức là những cái phần nào mà cô nói kỹ thì đề thi sẽ chủ yếu là môn phần đó. Còn bên cạnh đó vẫn có những phần mà cô cho bạn tự đọc, tức là nó vẫn nằm trong slide, nội dung thi của mình tất cả nằm trong slide hết. Nhưng mà sẽ có những phần dành cho những bạn nào muốn điểm giỏi thì chúng ta phải tự đọc thêm ha, tự tìm hiểu thêm. Còn lại những phần chính cơ bản thì cô sẽ nói. Phương pháp thông dụng nhất đó là phương pháp cất kéo theo hơi nước đối với việc chiết xuất tinh dầu. Rất đơn giản, bởi vì tinh dầu bay hơi, chỉ cần bay hơi được chúng ta sẽ cất kéo theo hơi nước được. Đây là hệ thống cất kéo theo hơi nước. Bạn nhìn số 1 sẽ là bình cấp hơi nước, thì thay vì chúng ta đun nóng trực tiếp thì chúng ta sẽ dùng một cái bình đun, chúng ta sẽ có thêm một cái bình và ta đun nóng nước ở trong cái bình nó lên, và chúng ta sẽ sục hơi nóng qua cái bình mà chúng ta chiết. Thì thay vì dùng nhiệt trực tiếp thì chúng ta dùng nhiệt từ hơi nước thì sẽ sao sẽ tránh được nhiệt độ, bởi vì tinh dầu nó sẽ kém bền, nó sẽ bị hư bởi nhiệt độ. Đó cũng chính là nhược điểm của phương pháp này. Phương pháp cất kéo theo hơi nước có nhược điểm đó là chúng ta dùng nhiệt độ, và chính nhược điểm này sẽ dẫn tới nó sẽ có một số tinh dầu không có điều chế được bằng phương pháp cất kéo theo hơi nước này. Số 2 sẽ là bình chứa trong này sẽ vừa có dược liệu của mình và vừa có nước, sau đó chúng ta đun lên. Khi chúng ta đun lên thì nước và tinh dầu sẽ cùng bay hơi qua hệ thống sinh hàn, tức là hệ thống làm lạnh, và sau đó sẽ chảy xuống một cái bình hứng. Và bạn sẽ thấy trong cái bình hứng này sẽ có lớp màu vàng,
và lớp nước và lớp màu trắng. Lớp màu vàng là lớp tinh dầu và lớp nước và lớp màu trắng. Thì đa số các trường hợp á, thì tinh dầu nằm ở phía trên thì sẽ là thường là tinh dầu nó sẽ nằm phía trên, bởi vì đa số là tinh dầu sẽ nhẹ hơn nước, nhưng cũng có những trường hợp những tinh dầu sẽ nặng hơn nước thôi ạ. Cũng có những trường hợp tinh dầu nặng hơn nước. Tuy nhiên thường phương pháp cất kéo theo hơi nước thì chúng ta hãy áp dụng đối với tinh dầu nó nhẹ hơn nước hơn. Và nói chung ở đây nhìn đây bạn sẽ thấy được tinh dầu nằm lên phía trên của nước, đây là tinh dầu nhẹ hơn nước. Bạn nhìn dùng cô đây, đây là một hệ thống chưng cất. Hệ thống này, hệ thống chưng cất này thì được cái là nó sẽ khép kín hơn. Khép kín để làm gì? Để chúng ta sẽ không phải lo lắng việc là nước nó bay hơi hết và cái bình của mình nó sẽ bị cạn ha. Bạn thấy đây, đây là cái bình, trong này sẽ có nước và dược liệu. Khi cô đun nóng lên thì nước và tinh dầu sẽ bay hơi, gặp sinh hàn làm lạnh và chảy xuống, đây là cái ống hứng. Nhưng mà nó sẽ khép kín bằng cách. Yes. It's Mr. Pigs. Can you spell that for me, please? Yes. It's P-I-T-T. That is the end of part 2. Part 3. Julia is telling her teacher about her family's friend. What did each person do? Listen. Thùy Trang tắt mic đi. Rồi, nó sẽ khép kín bằng cách sẽ nối thêm một cái ống ở phía dưới ống hứng, và ống này sẽ quay trở lại hệ thống. Vậy là cuối cùng cái ống nối này của mình mục đích để làm gì? Thì bạn biết khi chúng ta đun lên như vậy thì sẽ vừa có nước vừa có tinh dầu sẽ bay hơi qua hệ thống sinh hàn và rơi xuống ống hứng. Trong ống hứng này của mình sẽ vừa có nước vừa có tinh dầu. Thường thì tinh dầu sẽ nằm ở phía trên, còn nước sẽ nằm ở phía dưới. Và khi đó chúng ta sẽ làm thêm một cái ống. Ống này sẽ đưa nước quay trở lại bình. Và như vậy chúng ta sẽ không phải lo lắng việc là hết nước ở trong cái bình này. Nếu chúng ta không làm hệ thống lặp lại như vậy, hệ thống khép kín lại như vậy thì chúng ta sẽ phải bổ sung thêm nước. Lâu chúng ta sẽ phải nhấp ra và bổ sung thêm nước. Đây là hệ thống khép kín. Nhưng hệ thống này thì sẽ có một nhược điểm. Bạn sẽ thấy là cái ống này nó sẽ nằm ở phía dưới để lấy nước. Chứng tỏ hệ thống này chỉ sử dụng được đối với những tinh dầu nhẹ hơn nước. Còn đối với những tinh dầu nặng hơn nước thì chúng ta không dùng hệ thống này được. Bởi vì những tinh dầu nặng hơn nước thì tinh dầu nằm phía dưới, chúng ta lại đưa tinh dầu quay trở lại cái bình cũ thì chúng ta không phù gì hết. Vậy đối với những tinh dầu nặng hơn nước thì mình phải làm gì? Đây sẽ là câu hỏi lát nữa trong phần định tính chúng ta sẽ trả lời ha. Vậy cô giới thiệu sơ về hệ thống khép kín này. Ở đây chúng ta có một thuật ngữ đó là nước thơm. Nước thơm tức là nước có mùi thơm. Vậy thì nước thơm sẽ là nước lẫn tinh dầu hay là tinh dầu có lẫn nước? Dĩ nhiên là nước thơm là nước có mùi thơm. Dĩ nhiên sẽ là tinh dầu được lẫn trong nước. Đó là khi mà bạn điều chế tinh dầu bằng phương pháp cất kéo theo hơi nước đây, bạn sẽ vừa thu được nước và vừa thu được tinh dầu. Tinh dầu nằm phía trên, nước nằm phía dưới. Vậy bạn sẽ lấy tinh dầu phía trên và còn lại nước ở phía dưới. Mặc dù bạn đã được nói tinh dầu nó kém tan trong nước, đúng rồi, nhưng vẫn có một phần rất nhỏ nó tan trong nước. Và cái nước này nó cũng sẽ khác so với lại nước nước lọc, nước tinh khiết bình thường. Bởi vì nước này nó sẽ có lẫn một ít tinh dầu trong đó, chúng ta gọi là nước thơm ha. Nước trong quá trình, sau quá trình chúng ta điều chế tinh dầu thì chúng ta có nước thơm nè, tức là một phần nước có lẫn một phần nhỏ tinh dầu ở trong đó. Tinh dầu nó kém tan trong nước, không có gì tuyệt đối hết bạn. Dù ở đây cô nói từ không thì cái hiệu là nó không có tuyệt đối, vẫn có một lượng rất nhỏ, nhưng mà nhỏ tới mức mình bỏ qua là nó tan trong nước ha. Cái nước thơm nghĩa là tinh dầu
lẫn trong nước một phần nhỏ thôi ha. Ở phương pháp thứ hai là phương pháp chiết bằng dung môi. Đây cô không nhấn mạnh, nhưng bạn hiểu là muốn chiết bằng dung môi thì chúng ta sẽ chiết bằng gì? Dĩ nhiên sẽ chiết bằng dung môi hữu cơ, chứ chúng ta không có chiết bằng nước, đúng rồi. Chúng ta không có phải cho nước, chỉ dùng trong phương pháp cất kéo theo hơi nước để gì bạn, hơi nước nó leo, nó kéo tinh dầu cùng bay thôi. Còn phương pháp chiết bằng dung môi tức là chúng ta cho dược liệu có tinh dầu, chúng ta cho dung môi vào, chúng ta đun lên, chúng ta đun nóng lên rồi chúng ta lắc, như vậy thì tinh dầu nó sẽ hòa tan vô dung môi, đó mới gọi là phương pháp chiết bằng dung môi. Bạn hiểu dùng cô để chiết tinh dầu từ trong dược liệu bằng phương pháp chiết bằng dung môi thì chúng ta sẽ phải sử dụng những dung môi kém phân cực, chứ không sử dụng nước là được rồi, dung môi kém phân cực. Phương pháp ướp, phương pháp ướp dùng cho những dược liệu quý hiếm thôi, mắc tiền thôi, ví dụ như cánh hoa chẳng hạn. Bạn sẽ thấy người ta tạo các cái lớp chồng 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 lên nhau ha. Mình có lớp thứ nhất là tầm một tấm kiến, trên đó người ta bôi một lớp mỡ, trên lớp mỡ người ta giả một tấm lụa, sau đó người ta trải hoa lên, rất là nhiều lớp chồng lên nhau, có khi khoảng 30 tới 40 lớp chồng lên, thì bạn sẽ thấy tinh dầu nó sẽ chảy ra không, và chúng ta sẽ thu được tinh dầu ở trong lớp nào bạn? Theo bạn, bạn sẽ thu được tinh dầu ở trong lớp nào, lớp kiến, lớp mỡ hay là lớp lụa? Vậy mà cũng có bạn đã từng trả lời đó là lớp kiến ha. Lớp lụa thì tôi thấy đa số cũng trả lời lớp lụa, nhưng mà biết dĩ nhiên là không phải rồi ha. Lụa chỉ là mình đặt cái tấm lụa để mình đặt cái hoa của mình lên thôi, kiểu vậy đó. Tinh dầu không tan trong nước, đúng rồi, nhưng tinh dầu lại tan trong dầu béo, thế là tốt. Đó cũng là cái cách để mình giả mạo tinh dầu á, biết là để tăng cái lợi nhuận của tinh dầu lên, người ta hay trộn dầu béo và tinh dầu ha, bởi vì hai cái này nó toan vào nhau thì chúng ta sẽ thu được tinh dầu ở trong lớp mỡ nha. Phương pháp này chỉ áp dụng đối với những dược liệu mắc tiền thôi, như cánh hoa chẳng hạn ha. Chúng ta sang phương pháp ép. Ép rất đơn giản, chúng ta dùng lực cơ học chúng ta ép thôi. Ví dụ như là bưởi, chúng ta thấy cái vỏ bưởi chúng ta ép thì chúng ta sẽ thấy những giọt tinh dầu nó bắn ra ha, rất là đơn giản. Tuy nhiên so với phương pháp ép và phương pháp cất kéo theo hơi nước thì phương pháp cất kéo theo hơi nước được sử dụng phổ biến hơn và mức độ áp dụng rộng rãi hơn, bởi vì chỉ cần tinh dầu này có khả năng bay hơi thì chúng ta có thể điều chế được bằng phương pháp cất kéo theo hơi nước. Còn phương pháp ép, bạn sẽ thấy phương pháp ép chỉ áp dụng được đối với những tinh dầu nó nằm ở vỏ ngoài thôi. Bạn biết là tinh dầu nó phải nằm ở đâu? Thứ nhất, tinh dầu phải nằm trong một cái túi tiết, chứ còn nếu tinh dầu mà nằm trong tế bào tiết ở sâu phía trong của chúng ta ép nó cũng không có ra. Tinh dầu phải nằm ở túi tiết, thì khi chúng ta dùng lực cơ học chúng ta phá vỡ cái túi này ra thì chúng ta thu được tinh dầu, và tinh dầu phải nằm ở vỏ ngoài chứ chứ nằm ở sâu bên trong thì mình không có biết được ha. Tinh dầu nó phải nằm trong túi tiết và nằm ở vỏ ngoài, còn nằm ở sâu vỏ phía trong là chị không ép được. Cho nên phương pháp ép cực kỳ phù hợp đối với các tinh dầu thuộc họ Rutace, hay mình gọi là si chút là chi cam chanh bưởi đó bạn, hay là họ Rutace là họ cam. Thì ưu điểm, nhưng ưu điểm của phương pháp ép đó là nó giữ được mùi hương tự nhiên, nó khắc phục được nhược điểm của phương pháp cất kéo theo hơi nước. Trong phần này thì cô nhấn mạnh hai phương pháp, đó là phương pháp cất kéo theo hơi nước và phương pháp ép. Phương pháp cất kéo theo hơi nước thì nhược điểm là phương pháp cất kéo theo hơi nước thì ưu điểm là phạm vi áp dụng rộng rãi, tinh dầu nào cũng áp dụng được, bởi vì chỉ cần bay hơi là áp dụng được. Nhưng nhược điểm đó chính là sử dụng nhiệt, chính vì việc sử dụng nhiệt cho nên nó sẽ ảnh hưởng tới mùi hương của tinh dầu, tinh dầu nó sẽ không giữ được mùi hương tự nhiên nữa. Ví dụ như tinh dầu bưởi mà chúng ta điều chế bằng phương pháp ép hoặc phương pháp cất kéo theo hơi nước, bạn sẽ thấy phương pháp ép thì nó thơm hơn, còn phương pháp
Phương pháp ép thì nó sẽ thơm hơn, còn phương pháp cất kéo theo hơi nước thì sẽ không còn mùi thơm tự nhiên nữa. Vậy phương pháp ép, nếu được hỏi phương pháp thông dụng nhất để chiết xuất tinh dầu thì nó sẽ là phương pháp cất kéo theo hơi nước. Nhưng nếu được hỏi trong cái câu hỏi có thêm chữ rotaxê hoặc là chữ chi si chút hoặc là cam chanh bưởi thì phương pháp hiệu quả nhất đó lại là phương pháp ép, bởi vì nó sẽ giữ được mùi hương tự nhiên. Chủ yếu chúng ta nói về hai phương pháp này thì thi chủ yếu là hai phương pháp này thôi, còn các phương pháp còn lại mình đặt thêm ha. Mình sang phần định lượng. Giờ chúng ta sẽ định lượng tinh dầu có trong dược liệu. Rất đơn giản, chúng ta sẽ chiết nó ra. Sau chúng ta sẽ coi thử chúng ta chiết, ví dụ 1 kg dược liệu, chúng ta chiết ra bao nhiêu ml tinh dầu và chúng ta tính ra phần trăm thì chúng ta thu được kết quả định lượng. Đây, hệ thống chiết như nãy giờ mình đang nói. Đây là bên bạn nhìn hình 3.3.1.3. Thì đây là bộ dụng cụ đã dùng rất là lâu rồi. Ngày nay chúng ta dùng sang bộ dụng cụ bên phải mà như nãy cô có phân tích. Bạn hãy nhìn hình trên và hình dưới. Đây là hai ống hứng. Ống hứng có khắc vạch để chúng ta coi thử chúng ta thu được bao nhiêu ml tinh dầu. Thì như đã nói, trong ống hứng này sẽ vừa thu được tinh dầu và vừa thu được nước. Tùy theo tinh dầu nặng hơn nước hay nhẹ hơn nước, chúng ta sẽ dùng ống hứng phù hợp. Ví dụ bạn nhìn ở trên, ống hứng phía trên, bạn sẽ thấy ở phía đuôi có một ống nối chảy ra ngoài. Ống này sẽ giúp đưa nước quay trở lại hệ thống của mình ha. Như vậy thì nước sẽ nằm ở phía dưới, còn tinh dầu sẽ nằm phía trên. Vậy là ống hứng này sẽ dùng cho tinh dầu nhẹ hơn nước. Ngược lại, ống hứng này thì bạn sẽ thấy nó sẽ dùng cho những tinh dầu nặng hơn nước, để tinh dầu nằm phía dưới, nước nằm phía trên, và nước sẽ theo ống dẫn này đi ra ngoài. Tương tự, bạn nhìn sang hệ thống hiện đại được sử dụng ngày nay trong dược viện Việt Nam, chúng ta quy định đây là hệ thống được sử dụng là hệ thống phía bên phải. Nãy mình có phân tích thì bạn thấy đây chính là ống hứng, và phía bên phải này là ống hứng. Tuy nhiên, dụng cụ này có một nhược điểm là như nãy đã nói, chỉ sử dụng được đối với những tinh dầu nhẹ hơn nước, còn những tinh dầu nặng hơn nước thì mình không dùng được, bởi vì ống hứng này nằm ở phía dưới. Vậy làm sao để sử dụng đối với những tinh dầu nặng hơn nước? Mình sẽ thấy đây là ống hứng tinh dầu này ha, cái này có khắc vạch. Vậy làm sao để chúng ta sẽ định lượng những tinh dầu nặng hơn nước? Mình thấy câu hỏi là để định lượng tinh dầu trong đinh hương bằng dụng cụ có ống hứng ngoài. Đây bạn, dụng cụ như nãy cô có nói, đây chính là dụng cụ có ống hứng ngoài. Đây là ống hứng nằm phía ngoài này. Còn đây là ống hứng mình sẽ cho vào trong cái chỗ B này, cho vào trong cái khoảng B này. Vậy là chủ yếu ngày nay chúng ta dùng ống hứng ngoài thôi, không dùng ống hứng trong nữa. Để định lượng tinh dầu trong đinh hương bằng dụng cụ định lượng có ống hứng ngoài thì chúng ta làm gì? Thứ nhất, chọn phần ống hứng dành cho tinh dầu nặng hơn nước. Cái này đúng rồi ha, cũng đúng. Tuy nhiên là dược điển Việt Nam chúng ta quy định là chỉ dụng cụ như nãy cô có nói với bạn đây, dụng cụ này là dụng cụ quy định dùng trong dược điển. Vậy thì chúng ta sẽ quyết định chúng ta sẽ không có thay cái ống hứng ha, cái phương pháp này không được lựa chọn. Thứ hai, chúng ta sẽ thêm một dung môi nặng hơn nước vào ống hứng. Giờ chúng ta sẽ thêm một dung môi vô. Cái gì bạn ạ? Như một slide dùng cô là nghe này cũng được. Bạn sẽ ghi dùng cô là để định lượng tinh dầu nặng hơn nước bằng bộ dụng cụ này, chúng ta sẽ thêm một dung môi hữu cơ nhẹ hơn nước 2. Silane.
chúng ta sẽ thêm silane vào. Silane là dung môi hữu cơ nên nó sẽ nhẹ hơn nước, nó sẽ nằm ở phía trên. Nhưng mà có đặc điểm silane là dung môi hữu cơ cho nên silane sẽ hòa tan tinh dầu. Khi tinh dầu và nước chảy xuống, nước không hòa tan và silane sẽ len lỏi và đi xuống dưới. Còn tinh dầu thì nó sẽ bị silane hòa tan cho nên silane sẽ giữ tinh dầu ở phía trên. Đó là cách để chúng ta điều chế những tinh dầu nặng hơn nước bằng bộ dụng cụ này. Chúng ta sẽ thêm một dung môi nhẹ hơn nước vào. Nên đáp án này là cũng sai luôn ha. Chúng ta sẽ thêm một dung môi nhẹ hơn nước chứ không phải là nặng hơn nước. Và công thức này bạn tham khảo. Định tính các thành phần trong tinh dầu. Chúng ta có định tính bằng sắc khí lớp mỏng. Này bạn tham khảo thêm thôi. Mà phương pháp mà phù hợp nhất, hiện đại nhất đối với các hợp chất khí đó chính là phương pháp sắc khí khí. Nhắc tới phương pháp bạn cứ như nhắc tới tinh dầu, chúng ta sẽ nhắc tới sắc khí khí nha. Phương pháp hiệu quả nhất trong định lượng tinh dầu, trong định tính tinh dầu, trong kiểm nghiệm tinh dầu thì đó là phương pháp sắc khí khí. Sắc khí khí là phương pháp dành cho các hợp chất bay hơi, điển hình nhất là tinh dầu. Bên cạnh đó chúng ta có phương pháp HPLC cũng là phương pháp hiện đại. Nhưng mà so với sắc khí khí thì HPLC đối với tinh dầu thì sắc khí khí sẽ phù hợp cho tinh dầu hơn là HPLC. Phần các phương pháp sắc khí này nó tương đối khó và nó thuộc nhiệm vụ của khóa phân tích nên là dược liệu của mình sẽ chủ yếu đi vào phương pháp hóa học. Phương pháp hóa học để bạn nắm sơ dùm cô. Và nhắc lại là tinh dầu là một hỗn hợp nhiều thành phần, trong đó có rất nhiều thành phần. Chúng ta sẽ định lượng các thành phần có trong tinh dầu đó. Bạn thấy phương pháp hóa học rất là nhiều ha. Mình có thể giảm tải và bạn sẽ học dùm cô chỗ này thôi. Đó là phương pháp hydroxylamine. Bạn có thể phụ động chỗ này. Cũng không cần học chi tiết bởi vì học kỳ sau mình sẽ thực hành. Học kỳ sau mình sẽ thực hành phương pháp này nên là không sao hết. Mong bạn sẽ nhớ được tên phương pháp hydroxylamine. Hydroxylamine sẽ phản ứng với nhóm chất aldehyde hoặc ceton và chúng ta sẽ tiến hành định lượng. Vậy tức là phương pháp hydroxylamine sẽ sử dụng đối với các tinh dầu có nhóm chất aldehyde và ceton và điển hình nhất là chính là tinh dầu xả. Và phía sau mình sẽ dùng phương pháp hydroxylamine để định lượng tinh dầu xả. Thì bạn ghi thêm vô ha, dùng trong định lượng tinh dầu xả. Các tinh dầu khác có nhóm chất aldehyde và ceton đều được như vậy. Nhưng mà ở đây mình điển hình đó, mình nói tới tinh dầu xả. Nguyên tắc bạn không cần nắm phức tạp lắm đâu. Nhớ được tên là được rồi. Tại vì học kỳ sau mình sẽ thực hành thì mình sẽ học về nguyên tắc. Và phần quan trọng đó chính là phần kiểm tạp. Slide kiểm tạp này bạn đọc cho cô. Mình sẽ cùng vận dụng slide này. Thế là bạn tự đọc được thì cô sẽ không có đọc. Mình sẽ học cách vận dụng nó và để trả lời các câu hỏi trong đề. Ví dụ bạn sẽ trả lời là các trường hợp này nó sẽ lẫn những cái tinh dầu này ha. Mình cùng trả lời các câu hỏi này. Các câu hỏi này nó giống như là câu hỏi trong phần bài tập phải không? Rồi. Cho 6ml tinh dầu bạc hà vào ống nghiệm, thêm vào 4ml nước, lắc kỹ để 15 phút. Thể tích tinh dầu chỉ còn 4ml, chứng tỏ điều gì? Bạn thấy thể tích tinh dầu nó chỉ còn 4ml. Tức là thể tích tinh dầu của mình bị giảm 2ml. Và 2ml này nó đi đâu? Nó đã sẽ hòa tan vào 4ml nước. Vậy thì tinh dầu này có lẫn gì, lẫn chất gì mà nó có thể hòa tan vào trong nước? Có
rồi, đáp án là cồn. Lúc nãy bạn có làm rồi đúng rồi. Tiếp tục. Nhỏ từng giọt tinh dầu bạc hà vào một ống nghiệm chứa cồn 96, thấy có phần không tan nổi lên, chứng tỏ mẫu tinh dầu này có lẫn, cũng là phần không tan trong cồn nổi lên. Tinh dầu sẽ không tan trong nước, nhưng tinh dầu sẽ tan trong cồn. Dầu béo thì không tan trong nước, cũng không tan trong cồn. Cho nên khi thêm cồn vô thì chỉ có tinh dầu tan, còn dầu béo thì sẽ không tan và sẽ nổi lên. Nên tinh dầu này có lẫn dầu béo. Ha. Tinh dầu có thể giả mạo bằng nhiều chất ngoại trừ. Theo bạn, bạn sẽ chọn câu nào? A, B, C hay D? Ờ, đúng rồi. D, lý do là bởi vì thực ra ete nó có mùi, ete nó có mùi rất là nồng nàn. Không ai mà đi giả mạo tinh dầu bằng cách đổ ete vô cả. Tinh dầu rất là mắc tiền, nếu chúng ta tìm cách tăng được thể tích, tăng khối lượng tinh dầu lên thì lợi nhuận sẽ rất là cao. Nên thường là hầu như tinh dầu mà mình mua ít khi là được tinh dầu nguyên chất, rất là khó. Hầu như là đều có trộn hết, chỉ có trộn nhiều hay trộn ít thôi, đó quyết định ở giá thành. Có những tinh dầu, có những tinh dầu ví dụ như bạn mua có vài trăm ngàn, nhưng cũng có cũng tinh dầu đó mà bạn mua ở nơi khác có khi là tới vài triệu. Đúng rồi, nó quan trọng là chất lượng, giả nhiều hay giả ít, trộn nhiều hay trộn ít. Thường chắc chắn người ta sẽ trộn dầu béo bạn, cái dầu béo là cái hầu như chắc chắn sẽ có rồi. Hiếm khi mà thấy được tinh dầu là không trộn dầu béo, không có rồi. Tinh dầu họ sẽ trộn dầu béo. Có một số nơi sẽ trộn thêm ít cồn, nhưng mà cồn cũng ít. Lý do là bởi vì cồn nó có mùi cồn, ha. Nên cũng ít. Glycerin thực ra cũng là chất béo, ha. Vậy thì mình sẽ trộn là dầu béo là số 1 luôn. Và cái này mình bỏ qua. Tác dụng của tinh dầu. Tinh dầu có rất là nhiều công dụng trong cuộc sống. Tinh dầu có tác dụng kháng khuẩn, cho nên nó sẽ sát khuẩn đường hô hấp và nó sẽ trị ho. Nó cũng dùng trong những trường hợp cảm, sổ mũi, đau đầu, nhức đầu như chúng ta hay dùng dầu gió đó. Bên cạnh đó thì tinh dầu cũng có thể dùng làm trong gia vị. Nó sẽ giúp trợ tiêu hóa, kích thích tiêu hóa. Ví dụ như tinh dầu gừng, ví dụ như gừng này ha. Các loại gia vị đó, gừng, tiêu. Nó sẽ giúp cho việc giúp cho chúng ta lành bụng, kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng, giúp chữa đầy bụng, ăn không tiêu đó. Ví dụ khi chúng ta bị lạnh bụng, đầy bụng khó tiêu, ta có thể uống một ít nước gừng sẽ rất là tốt. Khi chúng ta bị cảm, chúng ta có thể ăn cháo tía tô, cháo gừng, nó sẽ giúp giải cảm. Vậy tinh dầu xả nó sẽ giúp xua đuổi ruồi muỗi ha. Đây là phố cấu trúc của tinh dầu. Cô nghĩ bạn nhìn được bởi vì nó có hết ở trong slide rồi. Nếu bạn không nhớ, đây là bạn công thức mà mình nên học. Cô tóm lại đây rồi. Nếu không nhớ hết được thì bạn sẽ nhớ dùm cô các công thức có vòng thơm. Ví dụ như aldehyde, cinnamic hoặc là eugenol. Đó là các cấu trúc có vòng thơm. Mình qua phần dầu béo, dược liệu chứa dầu béo hay lipid. Chúng ta ngày nay chúng ta hay gọi là chúng ta có protein, lipid, glucid. Protein là đạm hay là protein. Glucid là đường hay là tinh bột. Còn lipid chính là chất béo. Thực ra lipid, chất béo rất là quan trọng đối với cuộc sống của mình ha. Không có nghĩa là bạn phải kiêng hoàn toàn chất béo. Dĩ nhiên đối với những trường hợp mình bị bệnh rồi,
chúng ta bị bệnh mỡ máu thì chúng ta sẽ phải kiêng rồi. Còn đối với giới trẻ thì chúng ta không phải là kiêng tuyệt đối mà chất béo nó cũng rất quan trọng đối với việc sản sinh ra các hormone trong cơ thể, nên chúng ta cũng không nên kiêng tuyệt đối. Tuy nhiên chúng ta sẽ chọn những dầu béo tốt cho sức khỏe, ví dụ như dầu thì thường sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Lát nữa mình sẽ nói vì sao dầu tốt cho sức khỏe hơn là mỡ. Nhưng mà dầu thì nguyên tắc là dầu thì chúng ta không được sử dụng nhiệt độ quá cao. Nếu dầu sử dụng nhiệt độ quá cao thì nó sẽ trở thành chất độc hại, và đôi lúc nó còn độc hại hơn cả mỡ nữa. Lipid là chất béo có trong cả thực vật và động vật ha. Nếu mà lipid ở động vật thì nó sẽ nằm ở nó nằm ở dưới da. Chất béo béo mỡ của mình sẽ nằm ở dưới da hoặc là nằm trong các cơ quan nội tạng ha. Còn đối với thực vật thì dầu béo thực vật thường sẽ nằm ở trong hạt. Ta nhắc tới dầu béo và nhắc tới hạt, các loại hạt sẽ có chứa nhiều dầu béo. Dầu mỡ sẽ không tan trong nước và tan trong các xung môn của cơ, dĩ nhiên không bay hơi và có độ nhớt cao. Mình nói về phần cấu trúc, dầu béo sẽ là ester của axit béo và các ancol. Mình sẽ coi cấu trúc ở đây đây. Dầu béo chúng ta hay gọi là triglycerides. Nên bạn thấy cao triglycerides là do chế độ ăn uống quá nhiều dầu mỡ thì sẽ dẫn tới cao triglycerides. Triglycerides sẽ là ester của các axit béo và glycerol. Mà nhìn đây chính là liên kết ester ha. Triglycerides chính là chất béo, COOR chính là liên kết ester. Nó tạo thành ba liên kết ester lẫn trên, chúng ta gọi là triglycerides. Phân loại chúng ta có dầu, có mỡ và có sắt. Dầu sẽ tồn tại trạng thái lỏng, mỡ sẽ tồn tại trạng thái đặc và nhiệt độ quy định là 15 độ C. Dầu thì sẽ ở thực vật, còn mỡ thì sẽ ở động vật ha. Bạn sẽ lưu ý những chữ mà có tô màu đỏ ở đây. Dầu là dầu thực vật, mỡ là mỡ động vật là biết rồi. Dầu sẽ tồn tại trạng thái lỏng, mỡ tồn tại trạng thái đặc mình cũng biết luôn. Chỉ bây giờ mình sẽ học cụ thể hơn về cấu trúc, đó là mỡ được cấu tạo từ các axit béo no và dầu được cấu tạo từ các axit béo chưa no. Bạn biết chưa no hay mình còn gọi là chưa bão hòa, có nghĩa là trong công thức của nó có nối đôi. Vậy nối đôi là tốt hay không tốt? Thực ra nối đôi là tốt đối với sức khỏe. Nối đôi có tính khử. Tính khử như vậy nó sẽ giúp trung hòa các chất oxy hóa. Chính vì vậy nó tốt đối với sức khỏe là bởi vì nó sẽ có tác dụng chống oxy hóa. Cũng là lý do vì sao dầu tốt hơn mỡ, bởi vì dầu được cấu tạo từ các axit béo chưa no, tức là nó còn nối đôi, tức là nó có nối đôi, tức là nó có khả năng chống oxy hóa. Còn mỡ được cấu tạo từ các axit béo no. Nhưng cũng chính vì nối đôi đó, nó sẽ sinh ra nhiều vấn đề. Đó là nối đôi, nó sẽ bị phân hủy bởi nhiệt và sinh ra chất độc, nên chúng ta không được dùng dầu ở nhiệt độ cao. Còn chúng ta dùng dầu, ví dụ như dầu có thể dùng trong các món sống, trộn salad rồi đó, thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe bởi vì nó có khả năng chống oxy hóa. Các bạn sẽ nhớ được chữ no và chưa no, hay còn gọi là bão hòa. Axit béo bão hòa, axit béo chưa bão hòa, đó là cái quan trọng của slide này. Còn cái kia thì bạn đã biết rồi. Axit béo no, axit béo không no. Bạn nào xuất sắc thì sẽ học dùng cô các công thức của axit béo no và axit béo không no. Nhưng nếu bạn không kịp thì cô nghĩ phần này mình có thể bỏ qua, bởi vì phần dầu béo thì thi chiếm không nhiều lắm. Nhưng mà cũng có khi sẽ trúng một vài câu, một hai câu gì đó. Chúng ta có axit béo no, bạn nhìn đây. Axit oleic, bạn nhìn trong công thức của nó có nối đôi. Đây được gọi là axit béo chưa no. Axit palmitic, bạn sẽ thấy trong công thức của nó không có nối đôi, tức là nó đã no rồi, đã bão hòa rồi. Cho nên axit palmitic được gọi là axit béo bão hòa hay axit béo no. Còn các này là axit béo chưa no. Nói rồi. Chưa no thì nó có khả năng chống oxy hóa, nó sẽ tốt hơn so với lại no. Cũng là lý do vì sao dầu tốt hơn mỡ. Omega 3, đúng rồi, omega 3 rất là gần gũi. Omega 3 là axit béo đó bạn. Thực ra omega 3
chính là hỗn hợp của các axit béo. Chúng ta có DHA, EPA và ALA. Omega 3 là hỗn hợp của các axit béo. Có chung đặc điểm là gì? Là vị trí số 3 kể từ carbon cuối cùng. Nó đều có nối đôi. À, chúng ta gọi là omega 3. Ngoài omega 3, nó có rất nhiều nối đôi, cho nên nó có tác dụng chống oxy hóa. Nó tốt cho cả não và mắt, đúng không? DHA được coi như là gạch xây não bộ, nó sẽ rất là tốt cho não và cho mắt ha. Đó, có rất nhiều nối đôi cho nên khả năng chống oxy hóa, nó bảo vệ não ha, và bảo vệ mắt, nó còn tốt cho tim mạch nữa ha. Tính chất vật lý, và cái này bạn đọc thấy cũng dễ thôi. Các axit béo no có nhiệt độ nóng chảy cao hơn chưa no. Nên này không cần gì học phải không? Axit béo no là mỡ, mỡ có nhiệt độ nóng chảy cao hơn axit béo chưa no là dầu, nó là hiển nhiên rồi. Càng có nhiều nối đôi thì nó càng thiên về thể thể của dầu, tức là thể lỏng, cho nên nó càng nóng, nó càng nhiệt độ nóng chảy của nó càng thấp. Bây giờ có nối đôi thì là dầu tồn tại trạng thái lỏng, không có nối đôi tức là bão hòa sẽ tồn tại trạng thái đặc. Rồi dầu mỡ không tan trong nước, không tan trong cồn, trừ dầu thầu dầu. Lúc nãy tinh dầu đa số sẽ nhẹ hơn nước, nhưng vẫn có những tinh dầu nặng hơn nước. Nhưng dầu béo thì tất cả dầu béo đều nhẹ hơn nước. Bạn nhớ dùm cô, tất cả các dầu béo đều nhẹ hơn nước. Mặc dù dầu thầu dầu là dầu có tỷ trọng lớn nhất, nhưng nó vẫn nhẹ hơn nước nha. Với lại, dầu béo tất cả sẽ đều nhẹ hơn nước. Và tính chất hóa học, bạn sẽ thấy dầu ở nhiệt độ cao sẽ bị hủy phân và cho ra acrolein có chất độc. Dầu mà vừa để lâu, tức là vừa chiên đi chiên lại nhiều lần bị oxy hóa, vừa dùng ở nhiệt độ cao sẽ vừa sinh ra chất độc và cũng bây giờ nó có mùi hôi. Ví dụ như đó là những dầu mình chiên cá viên chiên, chuối chiên, bánh chiên ở ngoài đường các bạn ha, đó là những dầu vừa ôi vừa khét. À, tức là ôi tức là đã dùng đi dùng lại nhiều lần bị oxy hóa, và khét tức là dùng nhiệt độ cao. Mình có sản phẩm, mình có softening. Softening này mình hay dùng trong làm bánh, nó cũng là dạng một dạng giống như là bơ vậy đó nè, giống giống như vậy, nhưng mà softening thì như là người ta nói là nó trắng hơn, nó phồng hơn mà. Tức là softening này nó thể chất của nó là giống như mỡ, nhưng nó nguồn gốc của nó là từ thực vật. Tức là nó là những dầu, dầu bạn biết là dầu nó có các nối đôi, và khi chúng ta hydrogen hóa thì chúng ta cộng hợp vô nối đôi, như vậy nó sẽ tạo thành mỡ, và đây chúng ta gọi là softening. Thì softening hay dùng trong làm bánh bánh kem rồi đó, mà cô cũng không biết làm bánh kem nên là chỉ là có nghe như vậy thôi. Bạn nào mà rành hơn thì chắc sẽ hiểu hơn cái chỗ sản phẩm mình có softening này. Đã. Thì lưu ý ở đây, chúng ta có thể hydrogen hóa các nối đôi để từ dầu chuyển thành mỡ ha. Phương pháp điều chế dầu, dầu thực vật thì sẽ nằm trong hạt, và dĩ nhiên phương pháp thông dụng nhất để điều chế để lấy được dầu béo ở trong hạt là trên phương pháp ép. Ép chúng ta có ép nóng và ép nguội. Dĩ nhiên ép nóng sẽ cho hiệu suất cao hơn ép nguội. Nhưng có những trường hợp chúng ta không ép nóng được mà chúng ta bắt buộc phải ép nguội, nó mình sẽ nói ha. Còn mỡ, mỡ thì nóng chảy mỡ ha, thì ta phải làm nóng ra thì mỡ nó sẽ chảy ha. Chủ yếu chúng ta quan tâm tới dầu thực vật ha, là chính. Tuy nhiên khi mà người ta nhận thấy khi mà chúng ta ép cái hạt đó để thu dầu á, thì trong cái hạt đó, trong cái bã sau khi mà ép nó vẫn còn dầu, và để mà chiết kiệt thì người ta tiếp tục cho dung môi hữu cơ vào chiết, lúc đó sẽ giúp chiết kiệt, tức lúc đầu ép sau đó cho dung môi vô cái bã đó chiết kiệt dầu béo luôn. Chúng ta gọi đó là phương pháp kết hợp giữa phương pháp ép và phương pháp chiết bằng dung môi, lấy kiệt
được cái lượng dầu của mình. À, quan trọng là chỗ này. Các chỉ số để đánh giá dầu mỡ. Chúng ta có chỉ số iốt. À, chỉ số iốt là cái chỉ số mà cô nhìn thấy trên hầu hết các chai dầu ăn của mình nó đều có thể hiện chỉ số iốt, nó là bắt buộc. Chỉ số iốt giúp bạn đánh giá được số nối đôi có trong công thức của dầu bếp, dầu mỡ. Iốt sẽ cộng hợp vào nối đôi mà, đúng không? Cho nên chỉ số iốt càng cao chứng tỏ dầu bếp này có càng nhiều nối đôi. Mà nãy giờ đã nói ha, càng nhiều nối đôi chứng tỏ nó có khả năng chống oxy hóa càng tốt. À, vậy thì nó càng tốt. À, nó quyết định cái giá tiền đó bạn. Ví dụ bạn mua một chai dầu cái lân chẳng hạn nha. Thì như dầu cái lân cô thấy là chỉ số iốt của nó chỉ chừng khoảng có 50 mấy à. Cái lân hay nét tung gì đó có chừng khoảng 50 mấy à. Nhưng bạn mua chai dầu Sibili hoặc là bạn mua dầu ô lưu chẳng hạn, bạn sẽ thấy chỉ số iốt của nó là trên 100. Tức là nó có khả năng chống oxy hóa tốt. Làm những lưu ý là như vậy. Vậy thì chỉ số iốt càng cao sẽ càng tốt, bạn ghi nhớ cái nốt vô. Chỉ số iốt càng cao chứng tỏ dầu béo này càng tốt, càng có khả năng chống oxy hóa. À, còn bên cạnh chỉ số axit sẽ dùng đánh giá lượng axit béo tự do có ở trong cái dầu mỡ này. Axit béo tự do sinh ra do đâu? Axit béo tự do sinh ra do quá trình chúng ta để lâu trong không khí, chúng ta dùng đi dùng lại dầu ở nhiệt độ cao, đó chính là dầu chiên cá viên chiên, chuối chiên, bánh chiên ở ngoài đường á, tức là những dầu chiên đi chiên lại nhiều lần thì chỉ số axit của nó rất là cao và nó chính là chất độc. Nên chỉ số axit càng cao chứng tỏ dầu béo này càng kém chất lượng ha. Và chúng ta có hai chỉ số, đó là chỉ số axit và chỉ số iốt giúp đánh giá chất lượng dầu béo. À, chỉ số iốt càng cao chứng tỏ dầu béo này càng tốt. Chỉ số axit càng cao chứng tỏ dầu béo này càng kém chất lượng. Ở bên cạnh đó chúng ta có hai chỉ số còn lại, hai chỉ số này tương đối ổn định hơn. Trong đó chúng ta có chỉ số este là chỉ số giúp phát hiện giả mạo dầu béo. Để nhấn ghi vô ha, chỉ số este giúp phát hiện giả mạo dầu béo. Chỉ số ST giúp đánh giá lượng ST có trong dầu béo. Mà dầu béo bản chất của nó là ST. À, bên cạnh đó nó tồn tại một lượng nhỏ axit béo tự do. Khi nào axit béo tự do càng nhiều, khi chúng ta dùng nhiệt độ càng cao. Chính vì vậy chúng ta có chỉ số xà phòng bằng chỉ số ST cộng với chỉ số axit ha. Chỉ số axit càng cao chứng tỏ dầu béo này càng kém chất lượng. Còn chỉ số este thì tương đối ổn định với từng loại dầu béo, nó sẽ giúp bạn phát hiện giả mạo. Cái việc mà giả mạo dầu ô lưu bằng cách trộn vô đó một ít dầu dừa chẳng hạn, là bạn sẽ thấy là việc phát hiện nó rất là khó khăn. Và làm sao chúng ta phát hiện ra nó? Chúng ta sẽ xác định chỉ số este. Chỉ số este của dầu ô lưu là bao nhiêu đó, nhưng bây giờ chúng ta đánh, khi chúng ta định lượng chúng ta lại thấy nó thấp hơn, chứng tỏ là đã có sự giả mạo dầu béo ha. Mấy cái phần điện tính các bạn đọc thêm. Dầu béo rất là gần gũi ha. Dầu béo được coi là vitamin F. Chúng ta có những vitamin tan trong nước và những vitamin tan trong dầu. Chúng ta có B, C là tan trong nước, còn là A, D, E là tan trong dầu. Có các beta carotene là tan trong dầu. Tức là beta carotene ví dụ trong gốc ha. À, khi mà làm gốc muốn cho cái nó ra màu nhiều thì bạn phải cho dầu vào. Ví dụ như là khi mình nấu cái gì ta? Nấu cà chua ha. Khi bạn nấu bí đỏ ha, thì bạn phải mình cho dầu lên rồi mình phải xào cà chua không? À, nếu mà bạn thả cà chua vô nước á, thì bởi vì các beta carotene trong cà chua nó sẽ không tan trong nước, cho nên nước đi đằng nước mà cà chua đi đằng cà chua ha.
còn mình muốn cái nước của mình nó có màu vàng vàng cam cam của cà chua thì mình phải xào dầu lên thôi, thì beta carotene nó sẽ tan ra dầu, sau đó mình cho nước vô, hoặc nấu bí đỏ cũng vậy, nấu bí đỏ mà mình thả bí đỏ vô nước thì nước sẽ đi đường nước mà bí đỏ đi đường bí đỏ, và mình phải xào bí đỏ lên thì như vậy beta carotene sẽ tan ra, nó ví dụ như dầu điều cũng là ví dụ như mình làm dầu điều, bạn mà cho dầu dầu bạn cho hạt điều cho nước thì hạt điều đi đường hạt điều mà nước đi đường nước à, mình sẽ cho dầu vô và sẽ thấy hạt cái màu điều nó tan ra dầu liền, thì đó là những cái hợp chất tan trong dầu. Hoặc là ví dụ như bạn nào mà uống vitamin E, đúng rồi, thực ra nữ người ta nói nữ sau những tuổi 30 hoặc 35 thì sẽ cần tới sự ba sau 35 đi ha, khi nào bạn học dược dược cổ truyền bạn sẽ thấy là bắt đầu từ 35 tuổi thì nữ đã có hiện tượng suy giảm ha, tới chừng khoảng 47 49 là 49 tuổi thì là khi mới cạn kiệt rồi ha, thì lúc đó hormone suy giảm thì thường có việc bổ sung các nội tiết tố, và trong đó điển hình có thấy bạn hay bổ sung vitamin E. Vậy vitamin E dùng thời điểm nào tốt nhất? Thì vẫn chưa có cái nghiên cứu nào cụ thể chứng minh vitamin E dùng sáng, trưa hay tối thì tốt. Nhưng một điều chắc chắn đó là bạn sẽ dùng vitamin E chung với một bữa ăn có nhiều dầu béo ha. Thì cô nghĩ bữa ăn có nhiều dầu béo thì chắc mấy bạn không để nó vào buổi tối rồi ha. Ví dụ như mình có một bữa ăn buổi trưa có nhiều dầu béo chẳng hạn thì mình sẽ uống vitamin E, lúc đó vitamin E sẽ hấp thu tốt nhất. Thường là bữa ăn cô nghĩ nhiều dầu béo chắc là thường là hay buổi trưa ha. Còn nếu mà bữa sáng cũng được, miễn là bữa ăn đó là bạn cảm thấy là mình ăn có nhiều dầu béo thì mình sẽ uống vitamin E thì nó sẽ tăng hấp thu thôi. Còn không có nghĩa là bình thường thì sẽ không hấp thu nha. Vậy AD cũng vậy, mình sẽ sử dụng trong các bữa ăn mà có nhiều dầu béo. Tên khoa học của thầu dầu, và cái này cũng dễ nhầm ha. Trong phần thi hết môn thì mình sẽ cũng sẽ rất là hạn chế phần tên khoa học, cùng lắm có câu hết đáp thôi. Đó là những cái tên khoa học nó rất là gần gũi thôi. Đây mình có đáp án tên khoa học của dầu thầu dầu là đáp án đúng là đáp án C, nhớ là hai chữ M không biết ha. Thầu dầu, hạt thầu dầu. Thầu dầu là lá giống lá đu đủ, quả giống quả chôm chôm ha. Mình bộ phận dùng được là hạt ép ra dầu. Dầu thầu dầu được sử dụng cũng tương đối nhiều ha. Nhưng bạn nhớ lưu ý, bạn ghi vô chỗ slide này là điều chế, chúng ta sẽ điều chế nó bằng phương pháp ép. Ép nguội, không có được ép nóng mà phải là ép nguội ha. Lý do trong hạt thầu dầu có một chất độc, đó là ricin. Cái đợt mà ông Kim Jong Nam, Kim Jong Un, Kim Jong Nam, Kim Jong Nam chết, các bạn biết thì có nhiều người đồn đại là do ricin. Ricin được sử dụng làm chất độc trong trong những cái việc để giết người mà liên quan tới hạ độc đó bạn, nó sử dụng rất là nhiều. Cũng có nhiều người nói là ông Kim Jong Nam là do độc ricin, nhưng mà thật ra không đúng đâu. Bởi vì độc của ricin á, bạn sẽ thấy là ricin có đặc điểm là nó rất là độc, đúng rồi. Trẻ em chỉ chừng khoảng 5 hạt, người lớn mà 10 hạt thì coi như là hết cứu nổi. Nhưng có một đặc điểm là ricin sẽ không phát độc tính nhanh như vậy, nó phải mất thời gian, tức là ví dụ như hôm nay đôi lúc phải tới tối hoặc là sang ngày hôm sau thì mới phát các triệu chứng độc. Nên là không thể nhanh như vậy được. Thì chính vì vậy nên là thầu dầu là các cái cây mà trước đây trồng dại là bây giờ tôi chặt hết, lý do là bởi vì là trẻ em tưởng là quả chôm chôm xong này ăn là độc ha. Dầu thầu dầu được sử dụng chủ yếu là để nhuận tràng thôi bạn, dầu thì sẽ làm trơn, vậy sẽ giúp chị táo bón. Có nhiều bạn nên hỏi cô là người ta quảng cáo là dầu thầu dầu giúp làm dài lông mi, nhưng mà sao cô dạy là trong dầu thầu dầu có độc vậy, cuối cùng là có dùng được không? Thì nhớ là dầu thầu dầu người ta điều chế bằng phương pháp ép nguội nên ricin nó sẽ không có đi vào dầu,
À, nên trong cái dầu thầu dầu mà mình mua nó sẽ không có ricin vì như vậy nó không độc. À, nhưng mà còn nó có làm dài lông mi hay không thì thật sự là mình không biết. À, bạn nào dùng thử rồi mà có dài rồi thì mình cho cô kinh nghiệm ha, còn cô thì chưa có dùng không biết là nó có dài lông mi hay không. Đúng rồi, quảng cáo vậy đó, nhưng mà nó có dài hay không không biết ha. Có người quảng cáo dầu thầu dầu, có người quảng cáo dầu dừa, đủ thứ dầu làm dài lông mi hết, nó có dài hay không thì không biết. Nhưng mà cô trả lời với bạn là dầu thầu dầu điều chế bằng đã điều chế bằng phương pháp ép nguội thì sẽ không có ricin, cho nên sẽ không gây độc. Chỉ có khi bạn dùng nguyên cái hạt đó ha, à, lỡ mà ăn nhầm cái hạt đó rồi thì mới độc. Còn nó có tác dụng gì ngoài tác dụng là nhuận chè thì không chắc chắn ha. Trong y học cổ truyền mình còn có từng lưu lại tác dụng của thầu dầu là dùng để trị cái gì đẻ khó, xót nhau rồi đó, dùng cho phụ nữ khi sanh á. Tuy nhiên cái này thì khoa học không công nhận ha, à, nó vẫn được ghi lại trong những cái sách mà được lưu truyền biết bao đời nay, là ngoài tác dụng nhuận tràng còn có tác dụng chỉ xót nhau, đẻ khó. Tuy nhiên là không có được khoa học công nhận ha, chỉ công nhận tác dụng nhuận tràng của nó thôi. Và cô cũng thấy cũng có rất nhiều chế phẩm giúp cho việc làm mà để lông mi còn dài hơn nha, còn cong hơn thì muốn cho nó cong thì chắc là bạn phải tự dùng dụng cụ để làm cho nó cong ha. Nhưng mà không phải tự làm, nhưng mà tới khi mà mình cẩn thận nó rụng hết, không rụng hết cũng sao hết, rụng hết mình gắn lông mi giả. Vậy mình làm một số phần trách nhiệm nha. Đặc tính nào dưới đây không có ở tinh dầu? Mà mình vừa mới làm xong thì cái này bạn ghi lại thôi, chiều nay mình học về glycosid thì bạn sẽ có một câu trả lời thỏa đáng hơn ha. Đúng rồi, câu 1 là D, 2 là không có oxy nha, ít có giá trị mà mạch thở không có oxy nên 2 sẽ là D. Đúng rồi, 1D, 2D. Tiếp. Bạn làm bài tập nó sẽ rất là hữu ích trong việc mình có trong việc mà khi mình thi hết môn mình sẽ làm lại những câu hỏi đó mà dưới hình thức trắc nghiệm. Phương pháp để thu nhận tinh dầu chủ yếu từ xi trúc đó là phương pháp ép, đúng không? 3B, nhóm hoạt chất nào dưới đây ít gặp trong tinh dầu? Ồ, theo cô 4 sẽ là đáp án D thì sẽ là đúng nhất ha. Ở đây mình sẽ chọn là hương nhu ha, nằm ở đáp án D, thành phần chính chiếm hàm lượng cao nhất của tinh dầu cam chanh. B đúng là limonene.
Tinh dầu chiết từ dược liệu có tỷ trọng lớn hơn một à, nhỏ hơn một là mặt hàng đúng không? Đại hồi ở đây mình coi là cái gì đó nó tương gần gần như là nước ha, cũng có một số tài liệu lại ghi là nó nặng hơn nước, nhưng mà ngày nay thì người ta sửa lại thành nó nhẹ hơn nước một chút, ra từ khoảng 0,9 mấy. Mà curcumin, tinh dầu là dẫn tinh dầu nào có dẫn chất nhân thơm, tức là mình có eugenol. À, mình nhớ là ép nguội nha. Và dầu béo có tỷ trọng cao nhất là dầu thầu dầu, nhưng tất cả đều nhẹ hơn nước. Bài tập mình sẽ sửa nhanh qua hai những câu hỏi nào mà bạn có thể dễ dàng trả lời, có thể mình sẽ bỏ qua ha. Một, tinh dầu là một glycosid. Câu này câu trả lời sẽ là sai nha, bạn ghi vào giùm cô là đây là sai. Tinh dầu không phải là một glycosid, bởi vì tinh dầu không có đường, trong công thức của nó không có đường cho nên nó không phải là một glycosid. Bạn ghi nhận chiều mình sẽ học về glycosid. Đặc điểm của tinh dầu có nitơ lưu huỳnh trong cấu trúc bạn là nó có mùi nồng tăng ha, mùi đặc biệt hơn, mùi nồng gọi là mùi nặng hơn so với các tinh dầu khác. Nhóm tinh dầu bay hơi có nitơ ít gặp trong tinh dầu. Đúng rồi, câu này đúng rồi ha, câu 3 là đúng rồi. Câu 4, phương pháp thường dùng nhất để thu nhận tinh dầu từ họ cam chanh bưởi là phương pháp ép. Và tinh dầu nào có tỷ trọng lớn hơn một thì bạn có thể chọn được ha. Mình có quế, đinh hương, hương nhu. Tinh dầu là một hỗn hợp nhiều thành phần, đúng rồi. Eugenol là thành phần chính trong tinh dầu, đinh hương và hương nhu. Thành phần chính trong tinh dầu cam chanh là limonene, đúng không? Mình nói rồi. Limonene mà lúc mà mình pha nước chanh mà mình để limonene dính vào thì nó sẽ hay có bị đắng đó. Camphor là thành phần chính của tinh dầu, long não. Anhydrid cinnamic là quế. Còn câu hỏi này tương tự ha. Cho cồn vào phần không tan nổi lên thì nó là dầu béo. Còn cho nước vào thấy thể tích tinh dầu giảm thì chứng tỏ nó có lẫn cồn ha. Câu 11 là dầu béo và câu 12 là cồn. Tác dụng của tinh dầu dễ rồi, mình cũng nói rồi ha. Kháng khuẩn, trị ho cảm, rồi gì nữa, trợ tiêu hóa, bên cạnh đó nó còn giúp ví dụ như là diệt côn trùng và ký sinh trùng, ví dụ như artemisinin nãy mình có nói nha. Rồi zingiberin là thành phần thuộc nhóm dẫn chất acid vitamin B. Tinh dầu được thành tạo thành trong túi tiết của họ rutace. Dung môi silane được thêm vào khi định lượng tinh dầu
và nặng hơn nước thì mình sẽ thêm silen vào. Phương pháp định lượng hóa học dùng hydroxylamin dùng trong định lượng tinh dầu như thế nào? Thì bạn sẽ trả lời câu số 17. Tìm không bạn ha. Câu số 17, phương pháp định lượng hóa học dùng hydroxylamin hydrochloric dùng trong định lượng tinh dầu như thế nào bạn? À, tinh dầu nặng hơn nước, tức là tinh dầu, dùng trong những định lượng những tinh dầu có nhóm chất aldehyde và cetone. Ví dụ điển hình nhất là tinh dầu xả, không phải nó chỉ dùng mỗi định lượng tinh dầu xả mà nó sẽ dùng trong định lượng những tinh dầu có nhóm chất aldehyde hoặc là cetone. Tinh dầu nghệ là curcumin, đúng rồi ha, tinh dầu nghệ chính là curcumin. Tinh dầu bị oxy hóa và trùng hợp hóa sẽ tạo thành nhựa ha. Phương pháp thông dụng nhất để phân tích các thành phần trong tinh dầu dĩ nhiên là phương pháp sắc ký khí GC. Phương pháp chiết tinh dầu hiện đại hiệu quả nhất. Phương pháp hiệu quả nhất thì nó sẽ là phương pháp cất kéo theo hơi nước, nhưng mà mình nói hiện đại, ngày nay thì phương pháp cất kéo theo hơi nước không phải hiện đại đâu ha. Ngày nay mình có phương pháp chiết bằng CO2 siêu tới hạn thì nó là phương pháp hiện đại hơn, nhưng câu này thì mình có thể bỏ qua. Câu này mình sẽ tạm bỏ qua trong chương trình của mình để sẽ dành cho hệ chính quy. Hệ chính quy thì người ta học dược liệu, một cũng dược liệu của mình là học tổng cộng là phải 75 tiết, là mình sẽ đi sâu hơn. Là tinh dầu có phần kết tinh ngay khi chưng cất ở nhiệt độ thường. Mình có tinh dầu bạc hà, tinh dầu long não ha. Tinh dầu cam được sản xuất lớn trên thế giới là từ vỏ quả ngoài ha. Tinh dầu đa số ở thể lỏng, ngoại trừ các tinh dầu như có thể tồn tại trạng thái rắn là kết tinh được các bạn, ví dụ như tinh dầu bạc hà, tinh dầu long não ha. Tinh dầu có màu nâu, tinh dầu có màu xanh dương nữa rồi, camolina. Phương pháp để điều chế dầu thầu dầu phù hợp đó là phương pháp ép nguội. Phương pháp định lượng tinh dầu xả, chúng ta có thể định lượng bằng phương pháp HBOC, có thể bằng GC ha. Nhưng mà nếu tới phương pháp hóa học thì phương pháp hóa học phù hợp cho định lượng tinh dầu xả là phương pháp dùng hydroxylamin. Dầu béo có tỷ trọng cao nhất là dầu thầu dầu nhưng vẫn nhẹ hơn nước nha. Chỉ số hóa học thường ổn định và có thể phát hiện giả mạo. Ổn định và phát hiện giả mạo là chỉ số axit là sai rồi ha. Ta sẽ sửa thành chỉ số este. Tinh dầu nghệ thốc. Tinh dầu nghệ là curcumin, đúng rồi. Câu 18 là đúng rồi. Tinh dầu nghệ là curcumin. Còn curcumin là chất màu vàng của nghệ ha, cho nên câu 18 là đúng rồi. Hai sáu hai bảy thì mình bỏ. Bởi vì cái này trong slide của mình cũng đã bỏ rồi ha, mình không có nghiên cứu về hệ thống sinh hàn. Sinh hàn có rất là nhiều, sinh hàn thẳng, sinh hàn xếp nếp mà rất là nhiều, nên là mình bỏ qua phần đó rồi. 2627 mình bỏ. Còn câu 18 là đúng rồi nha, tinh dầu nghệ chính là của curcumin.
mà bạn có câu hỏi gì phần bài tập của cô không? Mình làm chắc gần gần đúng hết, có một vài câu ngoài. Nhớ là khi mà mình thi hết môn á thì đề thi có thể là sẽ thường là sẽ là 50% của giáo viên và 50% là trong ngân hàng đề, bởi vì có thi trong ngân hàng đề nên là yêu cầu mình sẽ đọc kỹ thêm những slide ha, để có thể được điểm cao, để có thể điểm giỏi. Ở chiều nay có lẽ mình sẽ bắt đầu học lúc khoảng, cô nghĩ là khoảng chừng 1:45 đi, 1:45 thì cô sẽ chờ bạn chấp nhận vô nữa, chừng 2 giờ mình bắt đầu ha. Tại vì chiều nay á cô sẽ giảng bài đầu giờ, xong rồi sau đó mình mới làm bài tập. Mình làm bài tập thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để nộp bài. Cô có thể cho bạn một vài ngày để bạn nộp. Nên chiều nay mình có thể bắt đầu trễ trễ một chút. 2 giờ ha. Chiều nay mình sẽ học bài Click with Team. Vậy thì lớp mình nghỉ trưa nay ha, chiều nay mình sẽ bắt đầu học lúc 2 giờ ha.